Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Hoàng. Hiện tại thì Lê Hoàng đang công tác tại phòng thu Lê Hoàng Studio. Và ngày hôm nay, Lê Hoàng xin được phép làm clip này để hướng dẫn cho anh chị và các bạn cách sử dụng của con sao cạc K500. Ở đây thì anh chị và các bạn cũng đã biết, trước đó thì Lê Hoàng cũng có chia sẻ cho anh chị và các bạn về sao cạc K300 nè, cũng có hướng dẫn cho anh chị và các bạn chi tiết rồi. Và ngày hôm nay có thêm phiên bản K500 thì Lê Hoàng cũng lại tiếp tục làm clip chia sẻ cũng như là hướng dẫn cho anh chị và các bạn cách lắp như thế nào và cách sử dụng các nút chức năng trên này như thế nào. Đầu tiên đây là nút out 5V rồi, và tiếp theo cái nút chúng ta quan tâm nhất trong con sao cạc này là nút charging, là nút sạc ha. Nút sạc thì chúng ta sẽ sử dụng cái dây này, đi kèm bộ của nó thì chúng ta sẽ có 1, 2, 3 dây ha. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái dây này, hai đầu như thế này, một cái đầu nhỏ này chúng ta sẽ ghim vào đây rồi, và cái đầu còn lại này á thì anh chị và các bạn muốn sạc cho nó rất là đơn giản, anh chị và các bạn có thể ghim vào trong củ sạc điện thoại của chúng ta để có thể ghim trực tiếp vào trong điện gia đình. Cách thứ hai, anh chị và các bạn có thể ghim vào lỗ USB của máy vi tính. Cách thứ ba, chúng ta có thể ghim vào trong pin dự phòng. Tiếp theo, cổng kết nối OTG. Ở đây chúng ta có cổng mic 1 và cổng mic 2. Thì ở đây Lê Hoàng sử dụng micro thì Lê Hoàng sẽ ghim vào trong mic 1 ha, hoặc là mic 2 cũng được, tùy theo anh chị và các bạn. Nếu chúng ta xài 2 mic thì chúng ta sẽ ghim mic 1, mic 2. Còn nếu mà xài 1 mic thì chúng ta ghim ở mic 1 cũng được, mic 2 cũng được, tùy mọi người. Và tiếp theo, cổng headset. Headset này là sử dụng trong trường hợp anh chị và các bạn không có micro, chúng ta muốn tiết kiệm hơn thì chúng ta sẽ sử dụng những cái dòng tai nghe mà nó có sẵn micro trên đó luôn. Chúng ta chỉ cần ghim vào cổng headset này là vừa sử dụng tai nghe vừa sử dụng micro trên cái tai nghe đó luôn đó. Còn trong trường hợp chúng ta đang xài micro rời như thế này, giống như cổng này đây đó, thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái tai nghe. Rồi, tai nghe chúng ta sẽ ghim ở cái cổng earphone. Rồi, và tiếp theo speaker, thì nếu anh chị và các bạn có muốn ghim ra ngoài, lo vi tính, vân vân, thì chúng ta có thể ghim vào cổng speaker này cũng được, hoặc là thêm một cái tai nghe nữa ở đây cũng được luôn, tùy anh chị và các bạn sử dụng. Rồi, accompaniment, cái nút này là chúng ta sẽ lấy nhạc từ trên điện thoại đưa xuống. Thì ở đây nó có cái dây hai đầu 3.5 như thế này. Đó, thì bây giờ Lê Hoàng sẽ sử dụng một đầu, Lê Hoàng ghim vào đây. Ok. Đầu còn lại Lê Hoàng sẽ ghim vào trong điện thoại phát nhạc. Livestream thì ở đây nó có hai cổng live, cổng live 1 và live 2. Thì anh chị và các bạn có thể sử dụng dây tiếp theo. Đây là cái dây hai đầu 3.5 như thế này. Rồi, chúng ta có thể ghim vào trong cổng live 1 cũng được, hoặc là live 2 cũng được, tùy anh chị và các bạn. Nếu anh chị và các bạn mà chúng ta muốn livestream một lượt hai máy thì anh chị và các bạn có thể liên hệ Lê Hoàng để mua thêm một dây livestream nữa. Thì chúng ta có thể sử dụng dây livestream XOX MA2. Đây là dây livestream XOX MA2. Rồi, thì với cái dây này cũng rất là đơn giản. Cái đầu màu hồng á, chúng ta sẽ ghim vào cổng live. Đó. Ghim vào cổng live. Rồi, cái đầu màu đen còn lại này thì chúng ta sẽ ghim vào điện thoại phát live là xong rồi. Đó. Thì Lê Hoàng đã hướng dẫn xong cho anh chị và các bạn. Sau khi đã kết nối xong cho con sao cạc K500, và bây giờ Lê Hoàng sẽ tiến hành mở nguồn lên. Thì anh chị và các bạn cũng biết là cái con sao cạc này, chúng ta sau khi sạc đầy rồi thì chúng ta có thể rút cái cổng sạc này ra ha. Chúng ta có thể xài như là cái điện thoại vậy đó, nó có pin đầy đủ hết rồi, chúng ta cứ xài vậy thôi, không cần phải ghim điện trực tiếp. Rồi, và bây giờ Lê Hoàng sẽ mở nguồn cho con này như thế nào. Đây, chúng ta cũng nhìn thấy cái nút hình tam giác này, chúng ta đè luôn nha. Rồi, buông tay ra. Anh chị và các bạn sẽ thấy đèn nó sẽ sáng lên như thế này. Đó, có nghĩa là nó đã hoạt động được rồi. Sau khi đã mở nguồn cho con sao cạc này, thì anh chị và các bạn cùng thấy là bây giờ Lê Hoàng đang thu âm thanh trực tiếp vào. Thì anh chị và các bạn có thể đeo tai nghe vào để chúng ta cảm nhận được cái âm thanh từ con sao cạc này phát ra. Thì Lê Hoàng cảm thấy nó rất là trong. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào coi là từng nút chức năng này như thế nào. Đầu tiên, monitor, cái nút trên này thì đây chính là nút âm lượng tổng ha. Âm lượng tổng chung hết của con sao cạc này. Đó, thì chúng ta muốn cái âm lượng chúng ta nó phát ra nhỏ lớn như thế nào thì tùy vào cái nút này ha. Rồi, ok. Và tiếp theo, cái nút này là nút revert. Chúng ta cũng nhìn thấy này, đang để ở mức 0, bây giờ Lê Hoàng đẩy lên. Alo. 1 2 3 4 5 6
Đó, anh chị và các bạn cùng thấy cái revert của nó rất là nhiều. Thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng của anh chị và các bạn mà chúng ta sẽ để nó vừa phải thôi, đừng để nhiều quá. Alo, 1, 2, đó, vẫn maximum rồi. Giờ Lê Hoàng để vừa vừa thôi. Bây giờ Lê Hoàng đang nói chuyện với anh chị và các bạn, nên Lê Hoàng sẽ tắt revert đi. Rồi, ok. Đây là Lê Hoàng để chế độ tắt revert. Và tiếp theo, ở đây là nút recording. Có nghĩa là cái nút này khi mà chúng ta quay phim lại, chúng ta thu âm lại, thì chúng ta muốn nó lớn nhỏ như thế nào thì chúng ta sẽ để như thế ha. Đó, để làm sao mà cái người nghe live stream của chúng ta họ thấy rõ, thấy hay thì được ha. Đó, còn nếu mà rè hay là to quá thì chúng ta có thể đẩy nhỏ lại, tùy theo mọi người. Rồi, ở đây là music. Thì đây là âm lượng mà chúng ta sẽ chỉnh lớn nhỏ khi mà chúng ta bật nhạc từ trên YouTube xuống ha. Thì chúng ta có cái dây lấy nhạc từ điện thoại ở đây. Đó, thì chúng ta sẽ chỉnh ở đây ha, âm lượng của nhạc. Rồi, hai là âm lượng treble. Rồi, bây giờ Lê Hoàng tắt xuống hết thì nghe tiếng nó không được hay, nó hơi tù nè ha. Lê Hoàng đẩy lên. Alo, 1, 2, để cho anh chút vệt đi ha, cho âm thanh nghe nó đã xíu. Đó, rồi, lô này là âm bass, âm trầm ha. Đó, Lê Hoàng đẩy lên thì nghe cái giọng Lê Hoàng nó cứng đi ha. Chúng ta có thể để vừa thôi, làm sao mà nghe thấy nó hay là được, đừng có để nhiều quá thì thấy cái tiếng nó hơi bị ồ ồ, nó bị tù không hay. Midvolt là âm lượng micro. Đây, thì Lê Hoàng đẩy nhỏ lại, anh chị và các bạn sẽ nghe cái âm thanh nó nhỏ nè, đúng không? Đó, chúng ta để vừa thôi, để làm sao mà nghe thấy nó hay là được, chứ đừng có đẩy hết lóc như thế này thì nhiều khi chúng ta nói chuyện nó sẽ bị vỡ tiếng, nó không hay. Chúng ta để vừa thôi. Rồi, ok. Tiếp theo ở đây là những nút chế độ chúng ta sử dụng. Thì cái KTV này là chế độ mà chúng ta sử dụng chính ha, thường xuyên sử dụng cái này, KTV, để chúng ta hát. Rồi, nhấp vào đây. Alo, 1. Thì khi nhấp vào đây rồi chúng ta sẽ đẩy cái revert lên tùy theo cái giọng hát của chúng ta, để chúng ta có thể hát cho nó hay ha. Đó. Rồi, concert nó cũng là chế độ để hát. Chế độ này thì Lê Hoàng cảm thấy là cái echo revert nó cũng khá là nhiều, thì tùy mọi người thôi. Mọi người thích cái nào thì mọi người để cái đó. Rồi, recording cũng vậy ha. Recording. Rồi, tiếp theo là sell good. Đây, khi chúng ta qua chế độ này thì nó sẽ là chế độ tiếng mộc, tiếng vocal thôi. Dù cho anh chị và các bạn có đẩy cái nút revert này lên cỡ này đi chăng nữa thì nó cũng không có cái revert. Thì cái chế độ này á, nó sẽ phù hợp cho anh chị và các bạn sử dụng để chúng ta thu mở cái giọng độc của chúng ta vào thôi, giọng mộc thôi. Nó không có echo, revert, nó không có gì hết trơn á. Đó. Rồi, MC. Alo. Đó. Rồi, bên này thì Bluetooth. Nếu anh chị và các bạn không thích lấy nhạc ghim dây thì chúng ta có thể kích hoạt vào Bluetooth để có thể lấy nhạc từ Bluetooth ha. Rồi, ở đây thì noise. Cái này là cái nút giảm tiếng ồn. Đó. Hai cái nút này thì anh chị và các bạn cứ để mặc định vậy đi. Cái nút tiếp theo là nút electronic sound. Có nghĩa là âm thanh điện tử, thì đại loại người ta hay gọi là nút auto-tune đó. Thì cái này nó sẽ có những cái tune, nó sẽ làm méo giọng của chúng ta. Thì anh chị và các bạn có thể sử dụng để hát những cái bài nhạc remix chẳng hạn. Thì tùy theo thôi. Đó. Còn nếu mà bình thường thì Lê Hoàng cũng ít bao giờ sử dụng cái này lắm. Thì anh chị và các bạn thích thì có thể sử dụng. Nhấp vào nó ha. Rồi, thì nhấp vào đây. Thì cái giọng của chúng ta nó sẽ nghe nó có tune giống vậy nè. Đó. Ví dụ để Lê Hoàng thử, nó hàng chưa có chỉnh tune vậy nha. Tùy theo nè, nó có những cái do, re, mi, fa, sol vậy nè, đủ thứ hết trơn nè. Giọng trưởng, giọng thứ gì đó thì mọi người cứ chọn ha. Đây nó có giọng trưởng không nè. Đó, rồi, giờ hát thử một đoạn nha. Và giá như chưa từng quên. Vậy này là nó không phù hợp rồi, nên hát không được. Để chọn khác. Alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Để kiếm cái nào mà cho nó dễ dễ hát một xíu á. Nó đúng cái. Rồi, này đi. Và giá như chưa từng quên, chưa quan tâm nhiều về nhau, chắc có lẽ giờ đây ta đã hạnh phúc. Nó kiểu vậy đó mọi người. Thì mọi người tùy theo, mọi người chọn coi là cái bài đó tông nào thì mọi người chọn cái tông đó rồi mọi người hát ha. Thì Lê Hoàng hát đại thôi, nên là nó sẽ không có đúng lắm. Rồi, ok. Giờ bỏ cái này đi, qua KTV bình thường. Rồi, ok. Tiếp theo, cái nút này á là cái nút khi chúng ta nhấn vào á, nó sẽ ưu tiên cái tiếng micro. Và nó sẽ, khi mà chúng ta nói á, cái tiếng mic của chúng ta nó sẽ to rõ và tiếng nhạc nó tự động giảm lại ha. Rồi, còn cái nút tiếp theo này á, nút này nè,
là khi anh chị và các bạn mà chúng ta hát karaoke á, mà cái bài hát đó nó không có nhạc beat á, thì chúng ta cứ mở cái bài hát của ca sĩ rồi chúng ta kích hoạt vào cái nút này, thì tự động con sao cạc này nó sẽ ém cái tiếng ca sĩ xuống tới mức có thể ha. Thì nói chung là ém xuống như vậy thì cái nhạc nó cũng không có hay lắm. Nói chung là mình chữa cháy thôi. Trong trường hợp mà beat nhạc không có thì chơi kiểu này, còn không thì thôi ha. Rồi, cái này là giọng của đàn ông. Alo, 1, 2, 3, 4. Rồi, giọng phụ nữ. Alo, 1, 2. Xin chào tất cả mọi người. Đó, rồi, cái này Chiêu là người trung niên ha. Đó, rồi. Rồi, bên này thì nút dừng nhạc, tắt nhạc, rum, trống. Rum 2. Rum 3. Rồi, tiếng cười. Rồi, cười nè. Nhiều chế độ. Tán vô mặt nè. Thì nói chung là con sao cạc này á, Lê Hoàng thấy nó cũng khá là ok. Nó phù hợp cho những anh chị và các bạn nào mà có chi phí vừa phải thôi và chúng ta có thể sử dụng con này để chúng ta có thể hát live stream nè, rồi chúng ta có thể karaoke giải trí cho vui, hát live stream, live trên Facebook, Bigo. Ở đây thì nó có những cái hiệu ứng, tiếng cười, tiếng vỗ tay đó. Thì khi anh chị và các bạn, những idol, chúng ta giao lưu, chúng ta nói chuyện thì cũng rất là vui đó. Thì anh chị và các bạn cũng có thể cân nhắc tới dòng này. Rồi, thì anh chị và các bạn yêu thích dòng sản phẩm này, nhớ liên hệ cho Lê Hoàng Studio qua số điện thoại là 0989737960, Zalo là 24/24 để có thể đặt mua những sản phẩm thu âm live stream như thế này. Rất là hy vọng kênh YouTube của Lê Hoàng sẽ giúp đỡ được cho anh chị và các bạn khá là nhiều trong việc lắp đặt cũng như là sử dụng những cái con sao cạc khi chúng ta mua về. Rồi, cảm ơn chị và các bạn rất là nhiều trong thời gian qua luôn yêu thương và ủng hộ cho Lê Hoàng. Và nhớ đăng ký cũng như là nhấn nút subscribe ủng hộ cho Lê Hoàng Studio để khi Lê Hoàng có đăng clip lên thì anh chị và các bạn có thể nhận được clip ngay lập tức nha. Cảm ơn chị và các bạn rất là nhiều. Xin chào.